Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách đại số và giải tích 11 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài ôn tập chương thứ nhất. Bắt đầu ở câu 43. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Đây giống như một dạng trắc nghiệm thôi. Sin và cos có cùng tập xác định, thì chúng ta phải biết tập xác định của sin là gì, cos là gì. Sin có tập xác định là d bằng e r, cos có tập xác định là d bằng e r. Như vậy câu 43 a là câu đúng, được không? Tiếp theo là câu b. Tan và cotan có cùng tập xác định. Tan xác định khi cos khác không, cotan xác định khi sin khác không. Như vậy nó không có liên quan nhau. Câu này là câu sai. Sin và tan là những hàm số lẻ. Câu C là câu đúng. Trong bốn hàm số lượng giá sin, cos, tan và cotan thì có ba hàm số lẻ là sin, tan và cotan, còn cos là hàm số chẵn. Cos và cotan là hàm số chẵn. Câu D là câu sai. Vì chỉ có cos là chẵn thôi. Sin và cos cùng nghịch biến trên b chia 2 đến 3b chia 2. Muốn biết thì chúng ta còn làm gì? Vẽ đường tròn lượng giác ra. B chia 2 là chỗ này. 3b chia 2 là chỗ này. B chia 2 đến 3b chia 2. B chia 2 đến 3B chia 2 nhé. Rồi xem tôi sin nó như thế nào. B chia 2 đến 3B chia 2. Muốn tìm sin thì ta giống như trục tôm à. Giá trị thì giống như trục tôm. Chúng ta thấy sin đang như thế nào. Sin đang sin giảm à, sin giảm. Còn cos thì như thế nào. Cos đang cũng đang giảm à, cos đang giảm. Nhưng mà tới đây thì cos nó sẽ rồi tăng lại rồi. Được. Nó bảo là cùng nghịch biến. Câu E là câu sai. Cos nó chỉ nghịch biến trên cái khoảng là b chia 2 đến 0, còn 0 đến, xin lỗi, b chia 2 đến b, còn b đến 3b chia 2 thì cos lại là tăng. À, hàm cos nghịch biến trên khoảng là trừ 2b đến trừ b. Trừ 2b đến trừ b, chỗ nào là trừ 2b đâu. À, đây không, quay theo chiều âm. Quay là nó là trừ 2b. Đến đây là trừ b. Được không? Đi theo chiều âm á, không trừ b trừ 2b. Rồi trừ 2b đến trừ b là khúc này nha, khúc này. Được chưa? Trừ 2b đến trừ b. Bây giờ chúng ta xem thử là cos có nghịch biến hay không nha. Giá trị của cos thì chúng ta hạ lên trục ox ha, ox. Giá trị của cos ta hạ lên đây. 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 Được không? Như vậy cos nó đang gì? Đang giảm, nghịch biến. Câu F là câu đúng. Được không? Còn nếu chúng ta không rành về đường tròn lượng giác, chúng ta có thể làm gì? Sử dụng Casio nha, sử dụng Casio. Chức năng là mốt 7 nha. Các bạn giá trị á, nhớ là để radian giúp thầy. Cos alpha x bằng bắt đầu là trừ 2 sin b, kết thúc là sin b, step là cuối trừ đầu chia 19 sin b, trừ cho trừ 2 sin b là cộng 2 sin b chia 19. Rồi để ý fx nó làm sao nha.
đang giảm xuống tới giờ 1, 0,87, 0,54, 0,0. Nó đang giảm xuống không? Bằng trừ 2pi. N là gì? N là trừ pi ha, N là trừ pi. Step là trừ số cuối nè, trừ cho số đầu, chia cho 19. Đang giảm nha, giảm. Giảm. Vẫn đang giảm đều nhé. Bạn thấy vẫn đang giảm không? Cho xem lại một lần nữa nhé. 1 nè, giảm xuống là 0,9 nè. 0,94, 0,87, 0,78, 0,67, 0,54, 0,4, 0,2, 0,08, âm 0,08, âm 0,24, âm 0,4. Đó vẫn đang giảm. Giảm đều xuống, được không? Nếu chúng ta không rành thì chúng ta sử dụng Casio nghe. Và câu trắc nghiệm cuối cùng đó là câu G. Trên mỗi khoảng tan đồng biến thì cô tan nghịch biến. Tan đồng thì cô tan nghịch. Cái này không biết đúng hay sai nhé. Bây giờ xét cái khoảng đầu tiên hay dùng máy tính này. Mốt 7 nhé. Tan ít ha. Bằng đấy GX bây giờ mới có lúc để xài nè. GX thì nhập nó là cotan nha. Cotan thì nhập nó là cosin. Cotan là nhập cosin nhé. Đấy. Đây cho bắt đầu là 0 đến pi chia 2. Step là pi chia 2 chia 19. Rồi. Chúng ta thấy tan đang như thế nào đây? Tăng lên đúng không? Tăng lên nè. Tan đang tăng đều lên được không? Như vậy tan là đồng. Đồng biến. Rồi chờ Fx là tan á. Tan vẫn đang đồng biến nhé. Còn bây giờ qua cotan thì nó làm sao nha? Qua cotan thì nó làm sao? Cotan thì nó làm sao đây? Giảm. Đúng không? Cotan thì nó đang giảm đúng không? Đấy, giảm. Hình dung được không? Như nó bảo rằng là trên mỗi khoảng mà thằng tan đồng biến thì cotan nghịch biến. Trong tình huống này nó đúng nhé. Trong tình huống này đúng. Bây giờ là xét thêm cái tình huống thứ hai. Tan còn giữ lại, cotan còn giữ lại. Hồi nãy là không đến nhiêu rồi? Hồi nãy là không đến nó pi chia 2 rồi. Bây giờ là pi chia 2 đến pi nhé. Step vẫn là pi chia 2 chia 19, cuối trừ đầu chia 19. Rồi xem thử tan nó. Nếu tan đồng thì cô tan nghịch nhé. Nếu tan đồng thì cô tan nghịch. Trong tình huống này thì tan đang tăng hay đang giảm đây? Xem lại một lần nữa nha, xem lại. Mấy này xem kỹ chút. 0.02, 0.031, 0.319, 0.34, 0.36, 0.37. Như vậy tan của chúng ta đang làm gì? Vẫn đang tăng ha. Tan thì vẫn đang tăng. Còn cotan xem được nó như thế nào nhé. Cotan xem được như thế nào. 36, 32, 31. Cotan thì vẫn đang nghịch, đúng không?
Hình dung được không? Rồi, cái đó là bấm máy tính cho bạn xem ha. Bấm máy tính cho bạn xem thì bạn nhớ lại giùm thầy. Bạn nhớ lại giùm thầy hàm tan với hàm cotan nó như thế nào nha. Nhớ luôn để làm trắc nghiệm. Đây. Để làm tốt câu này thì chúng ta nên biết đồ thị của nó. Như bạn không có biết đồ thị của hàm tan hoặc là đọc mà cho qua. Đây. Hàm tan thì nó luôn đồng biến trên mỗi khoảng. Nha, hàm tan đồng biến trên mỗi khoảng. Mỗi khoảng của nó là chu kỳ của nó là pi mà. Chu kỳ của hàm tan là pi. Cho nên đồng biến trên mỗi khoảng là trừ pi chia 2 đến pi chia 2 nè. Pi chia 2 đến 3 pi chia 2 nè. Được không? Hàm tan đồng biến. Bây giờ mình xét xem trên cái khoảng là trừ pi chia 2 đến pi chia 2 thì cotan nó nghịch biến hay không nhé. Được không? Hiểu ý tưởng thầy đang nói không? Đây, hàm tan đồng biến trên mỗi khoảng đây. Thầy chỉ cần xét trên trừ pi chia 2 đến pi chia 2 thôi. Có thể hàm cotan như thế nào nhé. Hàm cotan nó sẽ là gì? Nghịch biến trên mỗi khoảng, đúng không? Nghịch biến trên mỗi khoảng. Nhưng mà từ trừ pi chia 2 đến trừ pi chia 2 đến gì? Trừ pi chia 2 đến pi chia 2 á thì hàm cotan nó có nghịch biến không? Không nhé. Trừ pi chia 2 này đến pi chia 2 này, hàm cotan không nghịch biến nhé, nó đi xuống rồi tiếp tuốt lên cao đi xuống lại. Rồi nó bị gián đoạn tại không rồi. Được không? Tại không nó không tính được. Như vậy đọc lại cái câu này, trên mỗi khoảng hàm tan đồng biến. Ví dụ thầy xét cái khoảng là từ trừ pi chia 2 đến pi chia 2 hàm tan đồng biến, nhưng mà cotan lại không nghịch biến. Và câu G là câu câu sai ha. Để sửa lại cho đúng á thì mình nói là gì? Hàm tan đồng biến trên mỗi khoảng xác định, còn hàm cotan thì nghịch biến trên mỗi khoảng xác định nha. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của bài 44. Chứng minh rằng với mọi số nguyên chẵn M ta có Fx cộng M bằng Fx với mọi x thuộc x. M chẵn thì cho M bằng bao nhiêu? M chẵn thì cho M bằng 2K nhé. 2K là số chẵn, trong đó K thuộc Z. Được không? Bây giờ thầy sẽ tính F của x cộng 2K nhé. Fx cộng M bằng F của x cộng 2K. Có nghĩa là chỗ nào có chữ x, thầy thay bằng chữ x cộng 2K. Được không? Sin pi x cộng 2K. Nhân vô nhé, nhân vô. Bằng sin của x nhân pi cộng với 2K pi. Được không? 2K pi thì có thể bỏ thoải mái ha. 2K pi bỏ thoải mái. Thì nó còn lại là sin của bi x. Được không? Sin bi x thì bằng fx. Vậy chính là điều phải chứng minh. Được không? Fx cộng m bằng fx với một x. Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn trừ 1 đến 1. Sin bi x. Bảng biến thiên của bi. Bảng biến thiên của hàm số y bằng sin bi x nhé. Được không? Y bằng sin bi x trên đoạn là trừ 1 đến 1. Này là x, thằng này là y. Trừ 1 đến 1. Xem thì nó tăng hay nó giảm á. Thì chúng ta có thể sử dụng máy tính cũng được. Nha, có thể sử dụng máy tính được, coi thử là nó như thế nào. Vẫn là mốt 7 nhé. Lập bảng là chúng ta dùng mốt 7 thôi. Sin bx. Sin bx nhé. Bắt đầu là trừ 1. Kết thúc là 1. Step thì cho nó là 0,5 đi cho số nó đẹp tí nha. Đấy, 0,5 thì nó sẽ ra là trừ 1 thì nó sẽ ra là máy tính đang để về độ hả? Thì phải để về radian nha. Phải để về radian nhé.
Nhà máy tính lưu ý là phải để về radian nhé. Đấy, số đây 0 trừ 1 0 1. Rồi bây giờ bắt đầu trừ 1 thì ra 0. 0 nằm giữa ha. Rồi tiếp theo là trừ 0,5. Trừ 0,5 thì ra âm 1. À, 0. 0 thì ra 0. 0,5. 0,5 thì ra 1. Và 1 thì ra 0. Được không? Bảng biến thiên, đây đi xuống, giảm đi xuống, tăng đi lên, giảm đi xuống. À, bảng biến thiên như thế nào thì đồ thị y hệt vậy. Nha, bảng biến thiên đại diện cho đồ thị như vậy, đồ thị của nó sẽ như thế này. Được không? Những đường lượng sóng. Ổn không? Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn từ trừ 1 đến 1, vẽ đồ thị của hàm số đó. Rồi giờ vẽ thôi. Này là O, chỗ này là X và này là Y. Được không? O, X, Y. À, trừ 1. Trừ 0,5. Rồi gì nữa? Rồi 0. 0,5. 1. 1,5. Hai, lấy thêm một vài chỗ nữa nhé. Đây, lấy thêm mỗi đơn vị như vậy là 0,5 á, đây là 1 trừ 1. Rồi bây giờ lấy điểm nè, x bằng trừ 1, y bằng 0. Trừ 1, 0 là chỗ này, x bằng trừ 0,5, y trừ 1 là dưới này, x bằng 0, y bằng 0 là chỗ này, x bằng 0,5 y bằng 1 là trên này, x bằng 1 y bằng 0 là chỗ này. Rồi cứ xuống như vậy ha, đồ thị của nó tạm thời đang là như thế này. Đấy, ví dụ chỗ này, chỗ này thì sẽ xuống dưới đây ha. Thằng này là lên này, thằng này là lên trên này, nó tuần hoàn lắm mà. Đấy, xuống này rồi lên đây, được không? Thằng này chỗ này, thằng này là dưới đây, thằng này là trên này. Đấy, nó là được không? Tương tự bên này thì là trên này, xuống dưới. Được chưa? Vẽ đồ thị chúng ta lấy càng nhiều điểm càng tốt ha. Đồ thị này là hàm a và sin bx. Ok nha, thầy vừa giúp cho bạn xong câu 40, 44. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của 45. Đưa các biểu thức sau về dạng sin C rồi sin X cộng alpha. Có nghĩa là đưa về gì? Sin thầy, sin cos, cos, cos sin á. Ở đây nó có dạng là gì? A sin U cộng B cos, cos U bằng 0. Được không? A sin U cộng B cos U bằng 0. A sin U cộng B cos U bằng 0. Trong đó A là 1, B là mấy? P là tan B chia 7 ha. Để bấm thử A bình cộng B bình đẹp hay không nhé. 1 cộng tan ship B chia 7 bình. Rồi số không được đẹp lắm. Bây giờ làm tay ha. Số không được đẹp lắm thì chúng ta sẽ làm tay.
45A bạn quan đề chưa? Sin x cộng tan pi chia 7 cos x 45A sin x cộng tan pi chia 7 cos x. Thầy tính A bình cộng B bình nhé. A bình tính ra đây đi, tính ra đây đi. A bình cộng B bình thì bằng 1 cộng với là tan bình pi chia 7. 1 cộng tan bình thì bằng 1 chia cos. 1 chia cos bình. Hiểu không? Được không? 1 cộng tan bình thì bằng 1 chia cos bình. Căn bậc 2 của 1 chia cos bình thì ra là, đây vẫn là nhép nhé. Căn A bình cộng B bình thì ra là 1 phần cos bình bi, xin lỗi, 1 phần cos bi chia 7. Xem bên này nam hay nó dương thôi. 1 cộng tan bình bằng 1 chia cos bình. Căn A bình bằng trị đối của A. Này nó dương rồi. Đúng không? Như vậy còn chia hai vế cho gì? Chia hai vế cho 1 phần cos pi chia 7, có nghĩa là nhân hai vế cho, nhân hai vế cho cos pi chia 7 ha. Nhân hai vế cho cos pi chia 7. Ở đây sẽ là chi nhé, chi. Có hình dung được chỗ này không ta? Đây là phương trình gì? Còn không có làm nhanh chỗ này cũng được nè. Sin x cộng với tan thì bằng sin chi, sin chi cos hả? Làm kiểu bình thường đi chứ không làm kiểu công thức nó bị rối. Quy đồng lên nhé, nhưng quy đồng vẫn giữ mẫu nhé. Cos b chia 7 thầy sẽ viết lại. Đây là cos của b chia 7 sin x cộng với là sin b chia 7 cos x. Tại vì chúng ta đang biến đổi chúng ta phải giữ mẫu nhé, chúng ta giải phương trình đâu mà được quyền bảo mẫu ha. Và đây là 1 phần cos của b chia 7 mở ngoặc, không cần mở ngoặc. Đây là sin thì hay cos thì? Đây là sin thì nhé. Sin thì sin cos, cos sin, sin x cos b chia 7 cos x sin b chia 7. Sin thì sin cos cos sin, đây là sin thì x cộng b chia 7, đúng về dạng chưa? Nó là số nhân với sin x cộng alpha. Được không? Số nhân sin x cộng alpha, ok không? Ok nha. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu B. Câu B là tan của b chia 7 sin x rồi cộng với lại cos x bằng tan thì bằng sin chi, sin chi cos ha. Cộng cos x. Quy đồng để mẫu nhé. Một phần cos pi chia 7 làm chung này. Trong ngoặc còn là sin pi chia 7 sin x cộng cos pi chia 7 cos x. Đây là cos thầy, cos cos xin dấu trừ nhé. Cos cos xin dấu trừ. Viết thằng này ra trước này. Thì nó sẽ ra là 1 phần cos của pi chia 7 cos thầy. Được không? Sin thì sin cos cos sin, còn cos thì cos cos xin dấu trừ. Như vậy nó là x trừ cho b chia 7. Nhưng mà người ta yêu cầu chúng ta phải đưa về dạng gì? Dạng sin. Cos mà muốn đưa về sin á thì chúng ta dùng cái gì? Cos mà muốn đưa về sin chúng ta dùng cái gì? Phụ chéo ha. 1 phần cos b chia 7 viết lại. Cho nên là sin lấy pi chia 2 trừ cho đóng này, trừ x cộng cho pi chia 7. Được không? Bằng, thầy có thể làm gọn hơn á, nhưng mà làm như thế này cho bạn hiểu. Nhưng mà càng làm thì càng rối ha. Bằng sin của pi chia 2 mà cộng với là pi chia 7 thì ra là 9 pi chia
14 cho x. Nhưng mà để yêu cầu là sin của x cộng alpha. Được không? Sin của x cộng alpha thì phải đảo dấu một lần nữa bằng trừ 1 phần cos pi chia 7 sin của x trừ 9 pi chia 10 14. Được không? Nếu hai góc đối nhau thì sin sẽ đổi dấu. Được không? Ok nha. Rồi xong, giúp cho bạn xong câu 45. Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của 46, là những bài quen thuộc hơn của chúng ta trong các kỳ thi. Đó là giải các phương trình sau. Câu 46A. Sin của x trừ 2pi chia 3 bằng cos 2x. Như vậy thầy cần phải đưa về dạng là sin u bằng sin v hoặc là cos u bằng cos v, bằng kỹ thuật là dùng phụ chéo ha. Cos lấy pi chia 2 trừ dấu đóng này. Đấy, sau đó đưa về cos u bằng cos v ngay ha. Làm đẹp nhé. Bảy pi chia 6 cos u bằng cos v tương đương 7pi chia 6 trừ x bằng 2x cộng k2pi. 7pi chia 6 trừ x bằng trừ 2x cộng k2pi. Ta làm nhanh cái khúc này luôn nhé, ta làm nhanh khúc này cho rồi nghe. À, chuyển qua là thành là trừ 3x là x sẽ bằng 7b chia 18 trừ k2b chia 3. Được không? Này sẽ x sẽ bằng âm 7b chia 6 cộng k2b. Bạn tự kiểm tra là đáp số giúp thầy nhé. Cái quá trình phía dưới thì nó cũng không quan trọng đâu, nó chỉ đòi hỏi chúng ta kỹ năng tính toán thôi. Chúng ta làm từ từ thôi nha. Cứ làm từ từ. Tiếp theo là câu B. Câu B ở đây là có tan của 2x cộng cho 45 độ nhân với là tan của 180 độ trừ x chia 2 bằng 1. Để đơn giản thì thầy sẽ đưa nó về cái gì? Đưa nó về radian nhé, đưa về radian. 45 là pi chia 4. 180. 180 là tan của pi trừ x chia 2 bằng 1. Rồi tới đây làm sao nữa? Nó có là tan nhân tan. Bây giờ phải làm gọn nó lại đã. Phải bây giờ làm gọn nó lại. Làm gọn sao? Sao để làm gọn được? Bạn suy nghĩ cái này nhé. Bạn suy nghĩ cái này khá hay. Tan 2x cộng pi chia 4 nhân với là tan pi trừ x chia 2 bằng 1. Thầy chỉ mới đang làm một cái bước là gì thôi, đổi từ 45 sang pi chia 4, đổi từ 180 sang pi thôi. Được không? Bây giờ chúng ta làm lung tung thử nó làm sao nha. Tất nhiên chúng ta sẽ cho nó mất cái gì rồi, mất này rồi đúng không, cho nó mất cái thằng pi này đi ha. Tương đương tan của 2x cộng pi chia 4 nhân với cái này là cốt đối sin bù, hai góc bù nhau thì sin bằng nhau, còn tan của nó thì sao, đối dấu ha,
Được không? Nếu hai góc bù nhau, sin bù chỉ có sin là bằng nhau thôi, còn tan của nó sẽ đối. Đối dấu, hình dung được không? Hình dung được không? Còn không thầy có thể ghi là tan của gì? Trừ x chia 2 cũng được. Đấy, tan của trừ x chia 2. Ổn hơn không? Bỏ bi à. Tan thì được quyền bỏ bi lẻ. Bỏ bi lẻ thì nó còn lại là trừ x chia 2. Mấy cái này bạn phải rành lớp 10, chứ mà không rành là thua nghe. Rồi, như vậy phương trình tan thì chúng ta còn phải điều kiện tan mà xin chia cos. Như vậy là 2x cộng bi chia 4 thì phải khác là bi chia 2 cộng k k bi. Trừ x chia 2 thì phải khác là bi chia 2 cộng cộng k bi. Tan mà xin chia cos có khác không tương đương x khác. À, cos u khác không tương đương u khác bi chia 2 cộng k k bi tương đương x khác 1 chia 2 trừ 1 chia 4 chia thêm 2 nữa bi chia 8 cộng k bi chia 2 được không? Thằng này x khác trừ bi trừ k bi cho nên trừ k 2 bi nhân âm 2 lên đây là trừ bi trừ k 2 bi. Đấy, xong điều kiện ha, xong điều kiện. Bây giờ quan trọng là bước giải như thế nào nè. Sao nhé, sao. Sao tương đương tan 2x cộng bi chia 4 thầy sẽ viết lại nè. Được không? Tan 2x cộng bi chia 4 thầy sẽ viết lại bằng chia này xuống dưới đây nhé. Chia này xuống dưới đây là 1 phần. Tại vì tan của trừ x chia 2 không thể bằng 0 đâu. Nếu bằng 0 thì ra điều vô lý ngay. Được không? Bên đây là 1, bên đây là 0 là vô lý ngay. 1 phần tan thì nó sẽ là cô tan của trừ x chia. Được không? 1 phần tan thì nó sẽ ra là cô tan của trừ x chia 2. Rồi bây giờ đưa về tan u bằng tan tan v bằng tan của bi chia 2 trừ do đóng này trừ là thành cộng. Đấy, tan u bằng tan v tương đương 2x cộng bi chia 4 thì sẽ bằng bi chia 2 cộng x chia 2 cộng k bi tương đương 2x mà trừ cho x chia 2 thì còn lại là 3x chia 2. Được không?